Nhậm Dư Luân cập nhật Weibo úp mở chuyện bộ phim Trường An Như Cố chuẩn bị lên sóng giữa tháng 8. Không nói lời tạm biệt vừa mới kết thúc, Nhậm Dư Luân đã úp mở về phim mới của mình. Mới đây vào ngày 1 tháng 8, Nhậm Dư Luân bất ngờ đăng tải trên Weibo dòng trạng thái ngắn với nội dung không nói lời tạm biệt kết thúc rồi. Nữ Viễn Văn, Mộc Thanh, Mạch Bá đều xong cả. Tháng này sẽ chào đón ai đây? Các bạn muốn chào đón ai nào? Hé lộ dự án phim sắp lên kệ. Trước đó trên các diễn đàn mạng xuất hiện thông tin không chính thống cho biết bộ phim Trường An Như Cố với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc sẽ lên sóng vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Cùng với màn úp mở dưới đây của Nhậm Gia Luân, có lẽ ngày Trường An Như Cố ra mắt khán giả không còn xa nữa. Theo phân tích của các thám tử mạng, Nhậm Gia Luân đăng 5 bức hình vào lúc 19h11 phút theo giờ Trung Quốc. Như vậy rất có thể đoàn làm phim sẽ có công bố thông tin chính thức vào ngày 5 tháng 8. Đồng thời phim mới cũng sẽ lên sóng vào lúc 19h00 ngày 11 tháng 8, hoàn toàn trùng khớp với thông tin xuất hiện trước đó. Tính tới nay, bộ phim Trường An Như Cố đã thu hút gần 2 triệu lượt đặt xem, dự kiến sẽ là dự án đem về món hời cực khủng cho các bên tham gia sản xuất. Vậy bạn có trông chờ vào lần hợp tác này giữa Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc hay không? Và liệu dự án này có bạo hồng được như dự án giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã đóng trước đây hay không? Hãy comment ở phía dưới video cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!